Bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi anh em. Anh em thấy tấp nập không? Đây là khu vực chợ đầu mối Bình Điền nha. Hôm nay mình đi cái xe Ford Ranger, ghé đây ăn lóc dẹ một cái rồi lên đường đi miền Tây săn siêu phẩm nha anh em. Gối mềm kiểu rồi nha. Đây. Hello anh em. Bây giờ là 6 giờ kém 15 sáng nha. Mình đang có mặt tại thành phố Bạc Liêu nha. Đó. Tới đây hồi lúc 4 giờ sáng. Thằng cu em nó còn đang nằm ngủ trên xe, mình còn mới ngủ dậy luôn. Hôm nay mình đi chiếc xe Ford Ranger xuống, vượt gần 280 cây số. Anh em nhìn chiếc Ford Ranger của mình có đẹp không? Đây, không biết là hôm nay đi mua chiếc Fortuner 2019 có thành công hay không. Tối qua mình trải nghiệm cái xe Ford Ranger của mình đây với một cái quãng đường cũng tương đối là dài ở những cung đường trường. Gần 300 cây số thì mình thấy rất là ok nha anh em. Đó. Quá đẹp luôn anh em ơi. Xe này mình đang chào bán với mức giá là 765 triệu rồi nha. Anh em nào quan tâm tới chiếc Ford Ranger của mình thì cũng alo vô số hotline bán hàng nha anh em. Đó. Cái xe này nó có cái nắp thùng nha. Mình có tháo cái nắp thùng xuống rồi. Cho nó đẹp, cho nó đúng chất bán tải nha anh em. Đây. Tới nhà khách rồi nha anh em, ở thành phố Bạc Liêu. Đang đợi anh cho anh đi ra, anh đánh cái xe ra cho mình coi nha, xe đậu ở trong. Hello anh em, hiện tại thì mình đang có mặt tại thành phố Bạc Liêu nha. Mình mới lấy được chiếc Fortuner máy dầu đời 2019 nha anh em. Xe thì 4 vỏ zin theo xe hết, sơ cua chưa có rớt đất luôn nè anh em. Đó, đây là một chiếc xe nguyên bản của một bạn coi YouTube của mình. Thì ngày hôm qua thì bạn mới gọi điện, bạn có kế hoạch mới thì bạn mới dừng lại cho mình. Và hôm nay thì mình đang đi con Ranger qua chắc rồi nha. Mình đang sàn đồ qua. Nói chung là bây giờ mình sẽ về trước. Mình về trước thì đứa em nó đi cái xe này, nó ở lại. Lát nữa bạn chủ xe bạn có giấy xác nhận độc thân xong á là đứa em nó ký xong rồi nó đi về. Bây giờ mình chạy con xe này về trước nha. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ review nóng cho anh em coi luôn nè. Kiểm còn tới ngày 22 tháng 6. Ui trời, sắp hết đăng kiểm luôn, cho nên bạn chủ xe bạn bán luôn. Đây anh em nhìn xung quanh đây nha. Xe này nói chung là về chỉ có đánh bát rồi rửa máy rửa gầm thôi, ngoài ra là không có gì hết nha anh em. Xe chủ giữ rất kỹ, anh em nhìn quanh xe là biết rồi đúng không. Đây, để mình mở cái máy lên cho anh em. Nói chung là mình sẽ quay nhanh, review nhanh cho anh em ha. Một cái xe mà mình mua ngay tại chỗ nó như thế nào. Đấy, cái máy này nó bụi bẩn cho anh em nhìn rất là mới ha. Cực kỳ mới luôn, mới từng chi tiết ha. Khung xương này, cái đèn này là do bạn gắn cái bi nha anh em. Bạn vô cái bi xanh này, cho nên là cái đèn này người ta tháo ra để người ta gắn, cho nên là chét keo lại này nha. Đấy, cả hai cái đều như nhau hết. Cái bộ đèn này là vô bi rồi nha anh em. Đó, ui cha, xe này còn cái bình zin luôn này. Xe này còn bảo hành chính hãng nha anh em, yên tâm ha. Máy mới lắm nha. Đó, anh em thấy không? Máy rất mới nha. Quán xe này thì yên tâm, khỏi nói. Rồi. Đây nè anh em nhìn nội thất cái. Đây. Nội thất thì quá là mới luôn. Đây anh em ơi, nội thất thì rất là mới nha. Xe còn thơm mùi mới luôn nè, anh em nhìn nè.
sản xuất 2019, tháng này xe này là tháng 12 2019 nha. Đó, nội thất còn 10 mới, anh em nhìn cần số ơi. Ha, thất mới luôn, ken xà beng luôn. Đó, thấy chưa? Rồi nhìn chân ga chân thắng coi. À, chân côn các kiểu, đang quay tại nhà chủ xe luôn nha anh em. Xe đẹp quá trời đẹp phải không? Kỹ quá trời kỹ luôn, anh em nhìn này. Thấy không? Quá mới. Đây. Rồi. Anh em nào quan tâm thì alo cho Đạt nha. Bây giờ mình bắt đầu mình chạy từ Bạc Liêu về ha. Nói chung xe nó có chạy nhẹ nhẹ ở đây rồi về mình xử lý lại. Cái này là xước lông mèo thôi, ngoài ra thì xe hoàn hảo, không có vấn đề gì hết nha anh em. Đó, thông tin chi tiết thì alo vào số 0931226669 thì số đó sẽ có nhân viên trực và báo giá cho anh em. Đó, còn cái xe Ford Ranger quay chắc này thì mình bán là 765 triệu nha. Còn anh em nào có xe muốn bán á thì Đạt chuyên đi thu mua xe ở tất cả các tỉnh, không cần ngại xe, từ miền Trung đổ vào miền Bắc thì mình không có ra tới ngoài đó, thì anh em điện trực tiếp cho Đạt số thu mua xe là 0901226669 nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi về lại, di chuyển về lại thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Xin chào anh em nha. Những cung đường miền Tây anh em ơi, mình đang đi trên cái tuyến đường từ Sóc Trăng quẹo qua Mỹ Tú nha anh em, mình không có đi đường Phụng Hiệp. Để anh em nào ở khu vực này mà có coi clip của Đạt thì điểm danh nha. Ôi cảnh đẹp quá anh em ơi, nhìn đồng lúa thẳng cánh cò bay rất là tuyệt vời, rất là yên bình và nên thơ đúng không anh em. À, mình đi về trước, nay mình đi con mình tranh thủ về về còn nhiều việc lắm nha. Ok anh em, cái xe Fortuner máy dầu này nó có gắn Cruise Control nha anh em thấy có công tắc dưới đây nè, Đạt đang thả chân ra nè. Xe vẫn đang, mình đang cài Cruise Control ở 80 km/h nha. Thì về nguyên bản xe máy dầu số sàn sẽ không có cái bộ phận Cruise Control ở đây. À, nhưng mà cái này là anh chủ xe anh gắn thêm nha. À, mình cũng chưa cái trải nghiệm cái xe số sàn mà có Cruise Control như thế nào. Thì hôm nay mình mới được trực tiếp cầm lái thì mình thấy nó cũng ổn anh em ạ. Đây, mình không hề có đẹp chân phanh hay chân ga gì hết nha anh em. Đó, xe vẫn đang duy trì ở tốc độ là đúng chính xác là 80 km/h nha. Và mình đang chạy trên cái cung đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha anh em. Anh em vào kênh YouTube Đạt Channel như thế này nha. Anh em search chữ Đạt Channel, sau đó anh em nhấn vào nút đăng ký kênh và anh em nhấn cái nút chuông. Đó, có cái biểu tượng mà rung chuông đây nè. Đó, thì cái kênh YouTube của Đạt là cái kênh mà cập nhật nhanh nhất, rõ ràng nhất tất cả các xe mới về của bên Đạt ha. Có nhiều anh em gọi điện khi mà xe đã bán rồi thì rất là tiếc nha. Cho nên là anh em nhớ vào kênh YouTube Đạt Channel, bấm nút đăng ký kênh và nhấn cái nút chuông cái bên này để cập nhật nhanh nhất tất cả các xe mà bên Đạt về nhé anh em.